Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Tiếp tục gián 2 show mắt diễn ra giữa tay độc Quyển Thành Bảo và Kỳ Dương 2017 Đặng Hữu Trang. Nội dung cờ chớp. Đây là gián 2. Mời các bạn xem tiếp.
Mã 7 tấn 6, chiếu tướng bắt xe. Đến đây thì Đặng Hữu Trang đã buông cờ chịu thua. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.